Dạ vâng, theo đúng với chương trình của cơ sở đó là tuần này gia đình mình mua một bộ ghế hoàng gia, bất kỳ là cơ sở tặng một cái đồng hồ. Tuy nhiên trong sản phẩm nhà mình, đơn hàng nhà mình còn các phần quà tặng nữa, cơ sở sẽ đem tiếp ra cho gia đình luôn. Dạ vâng, trong đây em có hai bộ gạt tàn thuốc, ba chiếc gạt tàn thuốc và hai chiếc hộp khăn giấy. Bác cho con hỏi là lý do gì bác lại ghé cơ sở chúng cháu, ủng hộ cho chúng cháu? Tôi thì không ấy, nhưng mà là do con nó lên mạng nó ra trên đây bác được lắm bà. Thôi để con cháu bà lên đây coi mua luôn. Thực sự thì phải nói là trăm người bán thì vạn người mua. Thì em cũng biết là chắc là anh cũng sẽ tham khảo được khá là nhiều nơi. Nhưng mà tại sao anh lại chọn cơ sở bên em ạ? Chung mà cũng cảm nhận thôi, cứ niềm tin chỗ anh rồi cái lên mua thôi chứ. Dạ, tôi đã tin tưởng chúng em, anh mua. Dạ vâng, vậy đại diện cho cơ sở Mộc Nam thì chúng em xin cảm ơn gia đình một lần nữa. Thấy là chuyện nói chuyện thiệt tình quá, cũng có niềm tin. Dạ, ở đây thì thực sự là chúng em thì, đấy chắc anh cũng ghé anh cũng thấy rồi. Chúng em thì có như nào, chúng em nói như vậy. Không đúng phải đó. Đó, có như nào chúng em nói như vậy, không nói hơn, chúng em không nói bớt luôn. Vâng, và đây là quy trình cơ sở Mộc Nam Huy quay lại quy trình anh Ngọc Dư và hai bác khách hàng từ tận Cần Đức, Long An ghé cơ sở kiểm tra và ký mua các sản phẩm. Trong đơn hàng của gia đình nhà mình thì có một bộ hoàng gia gỗ gõ 6 món giá 77 triệu. Một bộ bàn ăn bánh tây gỗ gõ đỏ 8 ghế giá 34 triệu. Hai chiếc tủ áo 1m8 gỗ sồi giá 18 triệu. Tương tự có hai chiếc giường 1m8 giá 23 triệu và hai chiếc bàn trang điểm gỗ gõ đỏ 1m1 giá 12 triệu. Tổng cộng đơn hàng của gia đình nhà mình là 164 triệu. Vâng, xin được cảm ơn anh Ngọc Dư và cảm ơn hai bác đã lặn lội từ tận Long An ghé cơ sở Mộc Nam Huy để chọn mua các sản phẩm này. Và trong quá trình tư vấn thì thực sự là cũng khá là bất ngờ khi mà phỏng vấn bác và anh thì anh cũng có nói một câu rất đơn giản thôi. Anh tin tưởng là anh mua. Thực sự thì phải nói rằng làm ăn bất kỳ cái nghề gì cũng vậy. Quan trọng nhất phải là chữ tín, quan trọng nhất phải là chất lượng. Còn khách hàng là khách sẽ tự tìm đến. Vâng ạ, các sản phẩm của gia đình nhà mình thì hai bác và anh cũng có kiểm tra rất là kỹ, bao gồm cả mặt trên và mặt dưới. Các sản phẩm thì đều được bác ký nhận lại hết. Cơ sở xin được một lần nữa cảm ơn hai bác và anh. Cảm ơn toàn thể quý anh chị khán thính giả đã thường xuyên theo dõi và ủng hộ cho kênh YouTube của Mộc Nam Huy. Xin được kính chúc tất cả mọi người luôn dồi dào sức khỏe và công việc luôn luôn thuận lợi. Mộc Nam Huy xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong các clip kế tiếp.